Xin chào các bạn, mình là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ combo nằm trong series YouTuber Kit với cái tên là Photo City YouTuber Kit S3. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình khám phá thử xem bộ S3 này có gì nhé. Toàn bộ sản phẩm trong bộ Photo City YouTuber Kit S3. Đầu tiên kể đến chính là một chiếc chân tripod của Yulanzi MT16 được làm bằng nhựa ABS vô cùng chắc chắn. Ngoài ra thì sẽ còn kèm theo một bone head có thể xoay 360 độ giúp cho khung hình của các bạn thêm linh hoạt hơn, và sẽ kèm theo một chiếc closure và một ốc 1/4 các bạn kết nối với các nhiều phụ kiện một cách dễ dàng hơn. Và điểm đặc biệt của chiếc Yulanzi MT16 này chính là có thể kéo dài ra và tác dụng như một chiếc gậy selfie. Kế đến chính là chiếc ngàm điện thoại của Yulanzi ST06 được làm bằng nhựa ABS vô cùng chắc chắn. Với chiếc ngàm này thì mình có thể điều chỉnh kích thước phù hợp cho nhiều dòng smartphone. Các bạn có thể để khung ngang này hoặc là khung dọc lên xuống một cách dễ dàng giúp cho khung hình của các bạn thêm đa dạng hơn. Và ngoài ra đi kèm theo chính là một closure và hai lỗ chuẩn 1/4 giúp cho các bạn kết nối được thêm nhiều phụ kiện hơn nữa. Và cuối cùng chính là hai nệm cao su để giữ chặt cho cái điện thoại của bạn và tránh bị chảy xước. Và đây chính là chiếc mic của Boza BIMM1 được làm bằng hợp kim nhôm vô cùng chắc chắn. Đi kèm theo chính là một bông lọc gió từ bên hãng sẽ giúp âm thanh của bạn thêm trong trẻo hơn và chuyên nghiệp hơn khi mà quay ngoài trời. Với chuẩn đầu ra là 3.5 thì sẽ thích hợp cho các dòng smartphone này, máy ảnh DSLR hoặc là máy ghi hình. Và điểm đặc biệt của cái chiếc mic Boza BIMM1 này chính là không xài pin, thật là tiện lợi phải không ạ? Và cuối cùng không thể thiếu chính là một chiếc đèn LED của Vizim VL100C với 100 bóng đèn LED. Công suất của nó đạt được sẽ là 6W, chỉ số CI là 95, nhiệt độ màu sẽ là từ 2500K cho tới 6500K. Và theo như thông tin nhà sản xuất đưa ra thì cái dung lượng pin sẽ là 2000mAh. Với chiếc đèn LED Vizim 100C này sẽ có tới 4 closure và 2 hot closure giúp cho các bạn kết nối được thêm nhiều phụ kiện hơn nữa, làm cho khung hình của bạn thêm sắc nét hơn trong một không gian bị thiếu sáng. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi set up thử xem bộ Photo City YouTuber Kit S3 này có gì nhé. Trên đây là toàn bộ thông tin về bộ combo Photo City YouTuber Kit S3. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại Kingcom Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye!